Cô chào các em. Trước khi sang bài học mới, cô sẽ kiểm tra bài cũ các em. Tiết học tập làm văn vừa rồi, chúng ta tìm hiểu nghị luận về một tác phẩm truyện hoặc đoạn trích. Câu hỏi số 1, thế nào là nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích? Đây là phần gợi ý trả lời. Nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích là trình bày những nhận xét, đánh giá của mình về nhân vật, sự kiện, chủ đề hay nghệ thuật của một tác phẩm cụ thể. Cô có câu hỏi số 2. Trong các đề bài sau, đề bài nào là nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích? A. Suy nghĩ về đạo lý của dân tộc uống nước nhớ nguồn. B. Đất nước ta có nhiều tấm gương vượt khó học giỏi. Em hãy trình bày một số tấm gương đó và nêu suy nghĩ của mình. C. Phân tích truyện ngắn Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng. D. Suy nghĩ của em về câu tục ngữ lá lành đùm lá rách. Đáp án chính xác đó là câu C. Phân tích truyện ngắn Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng là đề bài nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích. Chúng ta đã tìm hiểu nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích. Như vậy, cách làm bài về nghị luận tác phẩm truyện hoặc đoạn trích như thế nào? Bây giờ các em mới tập ra, chúng ta ghi bài mới. Tiết 123, cách làm bài nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích. Đầu tiên, chúng ta đi vào phần 1 là mã đề bài nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích. Chúng ta đi vào phần 1 nhỏ tìm hiểu các đề bài trong sách giáo khoa trang 64 và 65. Có 4 đề bài như sau. Đề 1, suy nghĩ về thân phận người phụ nữ trong xã hội cũ qua nhân vật Vũ Nương ở chuyện Người con gái Nam Xương của Nguyễn Dữ. Đề 2, phân tích diễn biến cốt truyện trong chuyện ngắn Làng của Kim Lân. Đề 3, suy nghĩ về thân phận Thiết Kiều trong đoạn trích Mã Giám Sinh Mua Kiều của Nguyễn Du. Và đề 4, suy nghĩ về đời sống, tình cảm, gia đình trong chiến tranh qua chuyện ngắn Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng. Cô có câu hỏi thảo luận. Như vậy các em tìm hiểu xem các đề bài yêu cầu nghị luận có vấn đề gì. Chúng ta sẽ tìm hiểu từng đề bài. Đề bài số 1, nghị luận vấn đề thân phận người phụ nữ trong xã hội cũ. Đề số 2, nghị luận về vấn đề diễn biến cốt truyện. Đề số 3, nghị luận vấn đề thân phận Thiết Kiều. Đề số 4, nghị luận vấn đề đời sống tình cảm gia đình trong chiến tranh. Như vậy, các từ suy nghĩ phân tích cho ta biết được điểm giống và khác nhau của chúng như thế nào. Điểm giống nhau đó là giữa các đề đều là kiểu bài nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích. Điểm khác nhau đó là có mệnh lệnh đề bài khác nhau, đó là ở đề số 1, đề số 3, đề số 4, đó là suy nghĩ. Đề số 2, đó là phân tích. Tức là giống nhau về cái kiểu bài nghị luận tác phẩm truyện hoặc đoạn trích, nhưng mà khác nhau về cái yêu cầu của đề, như là mệnh lệnh làm bài. Ở đây, đề số 1 là suy nghĩ, số 3 suy nghĩ và số 4 suy nghĩ. Như vậy, suy nghĩ là yêu cầu đề nhận xét về tác phẩm trên cơ sở một tư tưởng, góc nhìn nào đó, ví dụ như là quyền sống của con người. Phân tích là yêu cầu phân tích tác phẩm để nêu ra nhận xét. Như vậy chúng ta thấy được điểm giống nhau và khác nhau giữa bốn đề này. Bây giờ chúng ta đi sang phần 2 nhỏ nhận xét. Vậy đề văn nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích là bàn về vấn đề gì? Đề văn nghị luận có thể yêu cầu bàn về chủ đề, nhân vật, cốt truyện, nghệ thuật của truyện. Chúng ta sang phần 2 là mã, các bước làm bài nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích. Một nhỏ tìm hiểu đề và tìm ý. Cô có đề bài sau. Suy nghĩ về nhân vật ông hai trong truyện ngắn Làng của Kim Lân. Đây là kiểu bài nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích. Và yêu cầu của đề bài này là suy nghĩ. Và vấn đề nghị luận đó là nhân vật ông hai.
Như vậy chúng ta sang phần A nhỏ tìm hiểu đề. Ở đây thể loại đó là nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích. Và đối tượng nghị luận đó là nhân vật ông hai. Và nội dung đó là trong truyện ngắn làng của Kim Lân. Chúng ta sang B nhỏ tìm ý. Tìm ý là chúng ta phải làm nổi bật được những cái phẩm chất của nhân vật. Những phẩm chất đó là tình yêu làng, hòa nguyện gắn bó với lòng yêu nước, thể hiện qua những chi tiết như là tản cư nhớ làng, theo dõi tin tức kháng chiến, khi nghe tin làng thơ rạp, khi nghe tin cải chính. Bên cạnh những phẩm chất nổi bật của nhân vật, chúng ta cũng phải làm rõ các chi tiết nghệ thuật của truyện, đó là chọn tình huống tin đồn thất thiệt, các chi tiết miêu tả nhân vật, các hình thức trần thực, đối thoại, độc thoại. Chúng ta sang phần 2 nhỏ lập dàn ý. Lập dàn ý thì ở phần A nhỏ mở bài chúng ta giới thiệu nhà văn Kim Lân và truyện ngắn làng. Nêu ý kiến đánh giá sơ bộ về nhân vật ông hai, đó là tình yêu làng, hòa nguyện với lòng yêu nước. B nhỏ thân bài, chúng ta triển khai tình yêu làng, yêu nước của ông hai và nghệ thuật xây dựng nhân vật. Tình yêu làng, yêu nước của nhân vật ông hai thể hiện qua những chi tiết. Ông hai rất yêu làng của mình, khoe làng, nhớ làng, theo dõi tin tức kháng chiến. Ông hai cũng yêu nước, đó là đau khổ khi nghe làng thơ giặc, thù làng, đứng về phía cách mạng. Và tình yêu làng lại thống nhất với tình yêu nước, đó là tâm trạng khi nghe tin làng thơ giặc, vui mừng khi nghe tin đồn được cải chính. Và chúng ta phải làm nổi bật được nghệ thuật xây dựng nhân vật, đó là tác giả chọn cái tình huống tin đồn thất thiệt để thể hiện nhân vật. Các chi tiết miêu tả nhân vật, ý nghĩ, hành động, hành vi, ngôn ngữ, tự nhiên, dân giả, giao tích khẩu ngữ, đặc biệt là tâm lý hay khoe làng của nhân vật ông hai. Các hình thức trần thực phong phú, đối thoại, độc thoại nội tâm. Cuối cùng là phần kết bài. Truyện ngắn đặc sắc về người nông dân, chúng ta nêu nhận định đánh giá chung về tác phẩm này. Sau khi chúng ta lập dàn ý, chúng ta viết bài. Ba nhỏ viết bài. Ở phần viết bài này thì chúng ta có thể mở bài bằng nhiều cách. Ở đây là mở bài bằng hai cách. Thứ nhất là chúng ta có thể đi từ khái quát đến cụ thể. Hoặc là chúng ta có thể nêu trực tiếp những suy nghĩ của người viết, nhân vật, tác giả, tác phẩm. Sau phần thân bài thì chúng ta trình bày các luận điểm, đưa ra những nhận xét đánh giá về nội dung nghệ thuật của tác phẩm. Đặc biệt là giữa các phần, các đoạn của bài văn thì cần có sự liên kết hợp lý, tự nhiên. Sau phần kết bài thì chúng ta nêu sự thành công của tác giả, bài học đối với cuộc sống chung của chúng ta. Sau khi chúng ta viết bài, chúng ta đọc lại bài viết và sửa chữa. Chúng ta đọc lại xem bài viết của chúng ta đã làm nổi bật được những phẩm chất của nhân vật chưa. Đồng thời, chúng ta có làm nổi bật được cái nghệ thuật mà tác giả xây dựng nhân vật chưa. Chúng ta có đưa ra những cái bài học liên hệ mở rộng hay không? Các đoạn văn của chúng ta có liên kết, lưu chiếc mặt lạc với nhau hay không? Có sao là chính tả hay không? Vân vân. Như vậy, có 4 bước làm bài nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích. Bước thứ nhất, tìm hiểu đề và tìm ý. Bước thứ hai, lập dàn ý. Bước thứ ba, viết bài. Bước thứ tư, đọc lại bài viết và sửa chữa. Các em nhìn vào sách giáo khoa trang 68, chúng ta viết ghi nhớ vào. Đây là nội dung ghi nhớ. Bài nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích có thể bàn về chủ đề, nhân vật, cốt truyện, nghệ thuật của truyện. Bài làm cần đảm bảo đầy đủ các phần của một bài văn nghị luận. Mở bài, giới thiệu về tác phẩm, tùy theo yêu cầu cụ thể của đề bài và nêu ý kiến đánh giá sơ bộ của mình. Thân bài, nêu các luận điểm chính về nội dung và nghệ thuật của tác phẩm, có phân tích, chứng minh bằng các luận cứ tiêu biểu và xác thực. Kết bài, nêu nhận định, đánh giá chung của mình về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích. Trong quá trình triển khai các luận điểm luận cứ, cần thể hiện sự cảm thụ và ý kiến riêng của người viết về tác phẩm.
giữa các phần, các đầu của bài văn cần có sự liên kết hợp lý tự nhiên.